Vâng, xin chào tất cả quý vị. Quay trở lại với kênh thì hôm nay Ngọc Mẫn xin hướng dẫn quý vị làm đế pizza. Và tại vì có nhiều người hỏi Ngọc Mẫn là làm thế nào để làm ra đế pizza thì hôm nay Ngọc Mẫn sẽ hướng dẫn quý vị làm đế pizza. Thành phần để làm đế pizza thì Ngọc Mẫn sử dụng nửa ký bột mì, 50g dầu ăn, 250 nước, 5g muối và 5g men nở nha quý vị. Đầu tiên thì quý vị trộn muối và men nở vào trong bột. Chúng ta trộn đều lên. Tiếp theo thì quý vị cho dầu vào trong bột. Nước thì quý vị cho từ từ nhé, tại vì mình không biết là bột của mình là bột cũ hay bột mới. Nếu mà bột cũ thì bột sẽ hút nhiều nước hơn là bột mới, cho nên là cái số lượng 250 nước đấy thì mình phải cho từ từ, cũng có khi là sẽ nhiều hơn 250 và cũng có thể là ít hơn 250 nhé quý vị. Quý vị ơi, đây là bột mà Ngọc Mẫn đã nhồi được 15 phút nhé. Và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ cho vào đây. Và chúng ta bọc plastic lại, hoặc là quý vị có một cái khăn sạch thì quý vị đậy cái khăn lên. Và chúng ta để nghỉ 30 phút. Đây như quý vị, nếu mà quý vị có cái plastic này thì quý vị bọc lại và để nghỉ 30 phút. Còn nếu mà không có thì quý vị dùng một cái khăn ấm và đậy lên trên. Vâng, thưa quý vị, đây là bột sau khi đã để nở khoảng 30 phút thì bột sẽ nở như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta cán. Cán bột thì Ngọc Mẫn cán size 24cm, nên là một cái Ngọc Mẫn sẽ cán 150g bột. Thì tùy mình nếu mà mình thích ăn ăn đế dày thì mình có thể tăng lên thành 180 tới 200. Quý vị ơi, đây là pizza mà Ngọc Mẫn đã nướng qua 30% nhé. Cái này thì chúng ta có thể cất tủ lạnh và dùng được 3-5 ngày. Khi nào chúng ta muốn ăn thì chúng ta lấy ra, chúng ta cho nhân lên và nướng thôi.
ta chỉ nướng sơ như thế này thôi nhá, nướng khoảng tầm 30% như thế này thì cho ra.